tham gia triển lãm ô tô Việt Nam năm 2024, GAC Motor Việt Nam giới thiệu thông điệp về tinh hoa chế tác công nghệ tiên phong nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị sau tay lái. Với cam kết không ngừng phát triển những công nghệ tiên tiến để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, GAC Motor đã và đang ứng dụng các công nghệ tiên phong vào các sản phẩm nhằm thay đổi trải nghiệm lái xe cũng như nâng cao phong cách cuộc sống thông qua ba giá trị cốt lõi là craftsmanship, tinh hoa chế tác, connection, kiến tạo những giá trị và innovation, sáng tạo không ngừng. Dịp này, TC Service Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu MPV M6 Pro hoàn toàn mới, đầy đủ tiện nghi cùng hàng loạt các trang bị an toàn tiên tiến. Mẫu xe M6 Pro hoàn toàn mới là mẫu C-MPV 7 chỗ, sở hữu những điểm rất nổi bật so với những đối thủ cùng phân khúc. Sở hữu khối động cơ 1.5 lít turbo mạnh mẽ cho công suất cực đại lên tới 174 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 270 Nm. Đặc biệt là hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp mở rộng khoang hành lý lên tới 1.100 lít. Hàng ghế thứ hai dạng đôi với lối đi giữa giúp di chuyển dễ dàng, kích thước rộng rãi, thiết kế tiện dụng cho mọi công năng, rất thích hợp cho các hoạt động của gia đình Việt. M6 Pro hoàn toàn mới lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản 1.5 Turbo GS và 1.5 Turbo GL. Nội thất hai tông màu, không gian rộng rãi cho 7 người và các tính năng được tối ưu hóa cùng công nghệ hiện đại hướng đến sự thực dụng đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Khách hàng đặt mua xe M6 Pro tại triển lãm sẽ được GAC Motor Việt Nam áp dụng giá đặc biệt đi cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác. Khách hàng cũng sẽ được tặng đồng hồ thông minh GAC Watch khi mua mẫu xe M6 Pro trong dịp này. Về định hướng sản phẩm của GAC tại Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến đa dạng các phân khúc để phù hợp với thị hiếu người Việt hơn. Mở đầu bằng bộ đôi sản phẩm cao cấp D-MPV M8 và D-SUV GS8, khách hàng Việt Nam sẽ có cơ hội được trải nghiệm chất lượng dịch vụ của GAC. Tiếp theo đó, mẫu C-MPV M6 Pro sẽ mang đến làn gió mới cho phân khúc xe đa dụng, đặc biệt là đối tượng khách hàng sử dụng cho gia đình. Sau đó, khi nhà máy tại Malaysia của Tang Chong sẵn sàng, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu B-SUV GS3 với mức giá phải chăng hơn khi áp dụng chính sách thuế 0% trong khu vực ASEAN. Mẫu xe này có thiết kế vô cùng trẻ trung, ấn tượng, rất thích hợp với giới trẻ. Với việc tham gia Vietnam Motor Show năm nay, GAC Motor một lần nữa khẳng định cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đem đến những sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. GAC Motor cam kết đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong hành trình hướng tới tương lai xanh thông qua những công nghệ tiên tiến và sản phẩm chất lượng.